đi làm là đưa vô bữa nam hả? Kéo hai chân vào, ép chưa, ép nói chưa kịp, kéo hai chân vào nhịp chân. Mai mốt chị cũng tập vòng đầu sướng lắm, tập vòng sướng cái lưng lắm. Đạp hai bàn chân vào, nghiêng phải trái. Ngồi xếp chân luyện thở. Ngồi nửa hoa sen hay là ngồi xếp bằng sao cho thoải mái, vươn dài đỉnh đầu lên, thẳng lưng mắt khép. Ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên, nâng vai lên, xoay vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Rồi, rồi thả lỏng vai, kiểm soát lại, kiểm soát cột sống lại một lần nữa, không để cong về trước. Mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở, hít sâu vào, thả lỏng bụng, thở ra, hóp bụng lại, thở ra, xẹp 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 bụng xuống, hít sâu, kiểm soát hơi thở, thở chậm ra, hít mũi, thở mũi, không thở miệng, hít sâu, cảm nhận như quả bóng được bơm hơi. Thở ra từ từ, xẹp xuống, xẹp xuống. Cột sống luôn giữ thẳng, bất động, chỉ có vùng bụng phình lên và xẹp xuống đi theo hơi thở. Hít sâu, thở ra, thả lỏng cơ mặt, mặt tươi cười lên. Hít sâu, thở ra, hít sâu, tập trung vào hơi thở, kiểm soát hơi thở. Hít sâu, thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào. Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở chậm ra, hít sâu, nạp oxy tươi mới vào, thở ra, tổng hết khí cặn ra ngoài, hít sâu, nạp năng lượng tích cực vào, thở ra, tổng hết năng lượng tiêu cực ra ngoài, hít sâu, nghĩ về những chuyện vui vẻ tích cực, thở ra, buông bỏ mọi buồn phiền lo lắng mệt mỏi ra bên ngoài. Tập là mình tập trung vào cơ thể, thả lỏng thân, kết hợp tâm trí và hơi thở, kết hợp lại,
hòa quyện vào nhau. Mỗi bài tập cảm nhận sâu vào, mình mới thấy nó phê như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, cảm nhận sâu từ bên trong. Giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa giảm hai lòng bàn tay. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào, hạ xuống thở ra, hít sâu vào, hạ xuống thở ra, hít sâu thở ra. Lần nữa hít sâu vươn lên giữ lại, thở ra, thẳng cổ hít sâu, ngửa ra sau thở ra. Tập cổ, tâm trí tập trung vào cổ, cảm nhận sâu, thẳng về giữa hít sâu, nghiêng phải thở ra, liếc mắt nhìn lên trần nhà, trở về giữa hít sâu, nghiêng trái thở ra. Trở về giữa hít sâu, xoay nhìn phải thở ra. Trở về giữa hít sâu, xoay trái thở ra. Trở về giữa hít sâu, cúi xuống thắt bụng thở ra. Xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm tròn đều các hướng phận. Thay đổi chiều, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó, kết hợp tập luôn cho mắt. Tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đưa qua đang chặt vào, kéo vào hít, đẩy ra thở, trở về, kéo vào đẩy lên, trở về, kéo vào đẩy thẳng tay, hạ xuống, trở về, đổi tay, kéo vào đẩy sang, trở về, kéo vào đẩy lên, trở về, kéo vào đẩy thẳng tay, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt kèm đầu gối, xiết cơ bụng nâng mông lên,
À đúng. Hai lên. Đúng. Ba lên. Đúng. Bốn lên. Đúng. Năm lên. Giữa năm. Bốn, ba, hai, một là xỉu. Tám chân ra. Vũ hai chân thả lỏng. Hít thở sâu. Xếp chân đổi bên. Vặn cột sống tay phải đưa ra sau lưng, kéo căng ức vào eo bên trái, tay trái đặt lên ngón phải thẳng lưng lên phía sau, xoay phải thở ra trở về phía sau, xoay thở ra bám chặt tay xoay trở về phía sau, xoay thở ra xoay cổ xoay vai trở về phía sau, xoay thở ra xoay thêm trở về phía sau, xoay thở ra xoay tối đa thoát bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về thả lỏng tay mời đỡ bền. Hãy tăng tay qua cắm cánh tay phía sau, xoay trái thở sang trở về phía sau, xoay thở sang trở về phía sau, xoay thở ra xoay cổ xoay vai bắt chặt tay vào xoay trở về phía sau, xoay thở ra xoay thêm trở về phía sau, xoay thở ra xoay tối đa thoát bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về thả lỏng tay hai tay đan sau gáy thẳng căng lồng ngực ra mở khuỷu tay phía sau, không lưng ra xa mắt nhìn rốn mắt rốn thở sang phía sau vào mở khuỷu tay căng lồng ngực thở ra không lưng ra xa phía sau bụng thở phía sau vào mở khuỷu tay căng lồng ngực ra thở ra không lưng ra sau xiết bụng thở sang phía sau vào thở ra để không lưng ra sau xiết sau bụng thở sang phía sau vào lần cuối mở khuỷu tay căng lồng ngực ra giữ lại thở ra không lưng ra sao xiết cơ bụng thở ra giữ lại nâng lên phía sau vào nghiêng qua phải thở ra nhìn lên trần nhà nhìn lên khuỷu tay trái lên phía sau vào nghiêng qua trái thở ra thoát bụng nghiêng sau thở ra nâng lên phía sau vào thở ra khuỷu 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 sau vào thở ra giữ lại khuỷu sau vào thở ra giữ lại khuỷu sau vào gập chéo khuỷu tay phải chạm ngón trái thở ra khuỷu sau vào đổi bên thở ra khuỷu sau vào
thở ra, hít sâu vào, 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 thở ra, giữ lại. Nắng lên, hít sâu vào, thở ra, giữ lại. Nắng lên, hít sâu vào, tay đặt lên vai, xoay vai, hít thở đều. Xoay ngược lại, tháo tay chân ra, duỗi tay chân, thả lỏng, hít thở sâu. Chống người lên, tập thở lưng mèo, bài đỉnh của cuộc sống. Ngồi lui về, cuốn thảm, mông trên gót ở tư thế kim cương. Đưa hai cẳng tay xuống, khuỷu tay chạm đầu gối. Đo lên thêm 1 gang tay. Hai bàn tay mở rộng ra bằng vai, đầu gối mở rộng ra bằng hông. Hai cái khuỷu tay xây ra ngoài, hai cái mặt trong tay hướng vào nhau. Cong lưng lên, mắt nhìn gốm, nút gốm, thở sang. Hít sâu vào, chung lưng xuống, nhún cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, nút gốm, thở sang. Hít sâu vào, chung lưng dưỡng cổ. Thở ra, cong lưng lên, hút gỗ, thở sang. Hít sâu vào, suy nghĩ vào cuộc sống, cảm nhận sâu. Thở ra, cong lưng lên, hút gỗ, thở sang. Hít sâu vào, thở ra, rút rốn lên, xiết cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, chung lưng xuống, nhún cổ lên, giữ lại. Cong lưng lên, rút rốn, thở ra. Lui mông về chạm gót, trường người lên, rắn hổ mang. Hít sâu vào, mua về mong chạm gót, thở ra. Bám chặt tay lại, kéo căng 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 mông ra sau. Trường người lên, hít sâu vào, hô về thớt bụng, thở ra. Hít sâu vào, trường người lên, hô về thở sang. Hít sâu vào, trương người lên, sải vai ưỡn ngực. Hô về thở sang. Lần nữa, trương người lên, hít sâu vào, sải vai ưỡn ngực, duỗi căng mũi chân. Chung khuỷu tay xuống một chút đi chị. Dùng khuỷu tay, kẹp khuỷu tay về phía bên sườn. Rồi thoát vai xa lỗ tai ra. Uốn căng lồng ngực, kéo căng cuốn họng, hít thở đều. Hô về thở ra. Lui mông về thớt bụng, thở ra.
Cuốn từng gốc sáng ngời lên, cuốn lên lên trước đèn, ngồi duỗi hai chân về trước, thẳng gối dựng đứng bàn chân lên, vươn hai tay lên hít sâu vào, thẳng lưng lên vươn dài đỉnh đầu, trường người tới gập xuống hóp sau bụng thở xanh nè, hít sâu vào, trường tới hóp sau bụng thở xanh nè, hít sâu vào, trường tới gập xuống thở xanh, hít sâu vào, trường tới hóp sau bụng thở xanh nên hít sâu vào, trường tới hóp bụng thở xanh, lần nữa hít sâu vào, trường tới gập xuống thở ra, ép sâu vào, hóp sâu bụng thở ra giữ lại, tay trái nắm cạnh bàn chân phải, hít sâu vào, mở tay phải ra sau thở ra, tay trái nắm cạnh bàn chân phải, mở tay phải thở ra, trở về hít sâu vào, mở tay thở ra, mở tay trái căng người xoay mặt ra sau, siết vào bụng thở ra, trở về hít sâu vào, thở ra, mở căng người ra phía sau, siết vào bụng lại thở ra, trở về hít sâu vào, thở ra, mở căng 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 ra thở ra, trở về hít sâu vào, thở ra, mở căng ra sau thở ra, trở về hít sâu vào, thở ra, trở về hít sâu vào, lần cuối thở ra, mở tay phải ra, rồi nâng chân phải lên luôn nào, nắm chân và nâng lên, nâng lên, xích cơ bụng lại, thẳng lưng vuông dài đỉnh đầu, nhìn ra sau thay tay phải thở ra, xích cơ bụng vô thở, rồi tiếp tục nè, trở về trước và co chân phải lại, đạp bàn chân qua bên đầu gối trái, đạp qua luôn, đúng rồi, rồi đạp hơi lại chân xuống xích dưới chứ đừng có cao trên đầu gối, xích dời xích xuống nữa, dời bàn chân xích xuống nữa, đúng rồi, rồi tay phải chống ở sau lưng, tay phải, tay phải nghỉ sâu vào, vươn tay trái lên, vươn tay trái căng lên, rồi trường người tới hóp bụng lại, chịu cái khuỷu tay trái kìm vô đầu gối phải, đúng rồi, dựng cái bàn tay trái lên, thẳng lưng lên chị, thẳng cái lưng lên, thẳng cổ lên, rồi xoay phải thở ra, mở vai ra sau, xoay mặt hóp bụng thở ra, xoay mặt hóp bụng xoay ra sau thở ra, trở về hít sâu vào, mở tay chân ra thở ra, hít vào vươn hai tay lên, trường người tới tay phải nắm cạnh bàn chân trái, rồi nâng chân trái lên, mở tay trái ra sau thở ra, mở vai xoay mặt ra sau, xiết bụng thở ra, trở về hít sâu vào, đạp bàn chân trái qua bên chân phải, chống tay trái ra sau, hít vào vươn tay phải lên, trường người tới chịu cái khuỷu tay vào, rồi chịu vào, mở tay trái ra sau, nhìn theo tay trái hóp sau bụng thở ra, trở về hít sâu vào, mở tay chân ra thở ra, thở lỏng tay chân, hít thở sâu,
Sẵn rồi. Hai tay dang ngang mở các lồng ngực ra, hít sâu vào. Rồi từ từ nghiêng hông phải, thở ra co cẳng tay xuống. Nghiêng người qua phải, thở ra. Lên, hít sâu vào. Ngồi xoay mặt lại luôn đi chị. Ngồi xoay lại vậy luôn. Ngồi giữa trang luôn. Rồi nghiêng qua trái, thở ra, hạ cẳng tay xuống. Kéo căng tay phải qua đầu, xoay mặt nhìn lên. Lên, hít sâu vào, mở căng lồng ngực ra. Nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào, mở căng lồng ngực ra. Thở ra. Lên, hít sâu vào, mở ra. Nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Nghiêng giữ lại. Lên, hít sâu vào, mở rộng tiểu tay căng lồng ngực, thở ra, hít thở ra, giữ lại. Lên, hít sâu vào, mở chân rộng bằng vai ra, vươn tay lên, xoay người qua phải, chùng tay cuốn xuống, được bao nhiêu hay đến nhiều, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, vươn người lên, xoay người qua trái, mở chân rộng bằng vai ra, mở hai, rồi xoay qua trái bằng người, dùng tay cúi xuống, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, vặn người qua phải, thở ra. Lên, hít sâu vào, xoay qua trái, thở ra. Lên, hít sâu vào, xoay qua phải, thở ra. Hít sâu vào, xoay qua trái, thở ra. Lần nữa hít sâu vào, xoay qua phải, chùng tay ép xuống bạn người, thở ra. Đứng lên hít sâu vào, xoay qua trái, thở ra. Nâng lên hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở như nào. Ngồi xích tới đầu thẳng, hai chân co rộng bằng vai, ngồi sát tới đầu thẳng chị, ngồi tới luôn đầu thẳng luôn. Không, đó là chị ngồi lui rồi, chị ngồi xích tới mà, ngồi xích tới đây. Hai chân co rộng bằng vai, thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu, hai tay song song, hít sâu vào. Hai tay song song trước mặt. Rồi cong lưng ra phía sau, siết cơ bụng lại, thở ra. Lên, hít sâu vào. Cong lưng ra sau, siết cơ bụng, thở ra. Lên, hít sâu vào. Thở ra, siết cơ bụng lại.
cong lưng ra phía sau, lên nhí sâu vào, thở ra xí sau cơ bụng nữa nào, lên nhí sâu vào, thở ra xí cơ bụng ngã ra sau, lên nhí sâu vào, thở ra từ từ cong cái lưng xuống sàn, cong xuống, một hai ba bốn năm, thấp xuống sáu, thấp xuống bảy tám chín, nằm xuống luôn, nằm từ từ xuống, thở ra duỗi chân ra đi tìm, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Hai chân khép sát, thở hết hơi ra, hít vào nâng một chân phải lên 45 độ, mắt nhìn chân, xiết cơ bụng lại, mắt nhìn chân, hít thở đều. Hít sâu và xiết chặt cơ bụng lại, thở ra. Hít vào co gối tà, tay trái ôm đầu gối phải, tay trái ôm đầu gối phải, kéo về người mình, tay phải đặt lên ép cẳng chân, thở hết hơi ra. Hít vào nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra, hạ đầu xuống, hít sâu vào, hai lên xíu cơ bụng lại, thở ra, mũi chạm gối, hạ xuống, hít sâu vào, ba lên thở ra, hít sâu cơ bụng vào, hít sâu vào, bốn lên thở ra, hít sâu, năm lên xíu cơ bụng, thở ra giữ lại, năm bốn ba hai một, hạ đầu xuống, hít sâu vào, đặt tay trái bên trên đầu gối phải bên trên, mở cái tay phải ra, úp bàn tay xuống sàn, rồi từ từ ép cái đầu gối phải qua bên trái, ép đầu gối phải qua bên trái, cái tay trái đặt lên trên, kéo cái đầu gối xuống, ép xuống, nhìn qua bên phải, thở ra, vặn người anh chị, thả lỏng ra, thả lỏng cột sống ra thêm, ép cho đầu gối tới sàn, mở vai tới sàn, xiết cơ bụng, thở ra. Thông thả trở về, duỗi chân ra và hạ xuống, thả lỏng, hít thở sâu. Hai chân khép sát, thở hết hơi ra, hít sâu vào, xiết cơ bụng, nâng chân trái lên 45 độ, xiết lại giữ, tập trung hít thở đều, thẳng ngói mắt nhìn chân, thắt lưng chạm sát dưới sàn. À, cô nói đến đâu tâm trí tập trung vào, cảm nhận đến đó, thắt lưng sát sàn, xiết sau cơ bụng lại, cho thu nhỏ vùng bụng lại đi nào, hít thở, co chân trái vào, hít vào, tay phải ôm đầu gối trái, tay trái ép cẳng chân, xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, nâng đầu lên, gối chạm mũi, thở sang, hạ xuống, hít sâu vào, hai lên, thở sang, hít sâu, ba lên, thở ra, hít sâu, ôm gối sát vào bụng, bốn lên, thở ra, xoa bóp nội tạng, cải thiện hệ tiêu hóa, hít sâu vào, lần nữa nào, lên, thở ra, hít sâu vào bụng, thở ra giữ lại, năm bốn ba hai một, hít sâu vào, tay phải ôm đầu gối, tay trái mở ngang ra,
Rồi ép đầu gối qua bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở sang. Đấy, hậu máu dữ vậy. Không được. Các bạn để Thong thả trả về, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Đó, nay đi bài cho chị Thư giảng sau, nạp lại năng lượng, cơ thể phục hồi lại đi. Mất ngủ cả đêm rồi. Hai chân khép sát, thở hết hơi sang. Hít sâu và siết cơ bụng, ép thắt lưng xuống. Nâng hai chân lên 45 độ, mắt nhìn chân, giữ lại đi nào. Xí sau cơ bụng, nâng chân lên, mắt nhìn chân. Hai chân lên 45 độ, hai chân. 5, 4, xí cơ bụng vô. Gần chắc bụng nữa. 3, 2, 1, có gối vào, thở ra đi nào. Có hai gối vào, hít thở sau. Hít thở sau vào, chắc cơ bụng lại. Hít vào, vòng tay ôm gối, ép đùi sát vào bụng ngực, thở ra. Hít sâu vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. Thả đầu, hít sâu vào, lên khớp bụng, thở ra. Hít sâu vào, má lên, thở ra. Hít sâu, bốn lên, thở ra. Hít sâu, năm lên, thở ra. Siết sát cơ bụng, thở ra, giữ lại. Thả đầu, hít sâu vào, tay trái ôm đầu gối, ép qua bên trái, mở tay phải dang ngang, thở ra. Mọi người nhìn theo tay phải, thở ra, giữ lại, tập trung hít thở đều. Trở về, hít sâu vào, đổi bên, thở ra, thư giãn sâu vào. Trở về, hít sâu vào, vòng tay ôm gối, lăn lưng, massage lưng nhà, hít thở sâu. Thả đầu xuống, lăn phải trái, lăn qua phải, lăn qua trái, thả lỏng xong. Nắm tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Hai chân mở rộng bằng vai, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, mắt khép, tập trung tâm trí và cơ thể. Thả lỏng các ngón chân, hơi ấm đang lan tỏa lòng bàn chân. Thư giãn, thả lỏng lên khớp gối, bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn, thả lỏng. Sự thư giãn thả lỏng lan tỏa lên cơ đùi, khớp háng và cơ mông cũng được thư
bàn tay, quỷ tay, cánh tay. Thả lỏng ra, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, toàn bộ cơ quan nội tạng được thư giãn, thả lỏng, cơ thể đang ấm dần lên. Thả lỏng cơ lưng, thả lỏng từng rốt sống lưng. Sự thư giãn thả lỏng ra lan tỏa lên cổ, ra sau gáy và đi dần lên đỉnh đầu. Toàn bộ khuôn mặt cũng đang được thư giãn, thả lỏng. Thả lỏng môi, mũi, mắt, mày, trán. Toàn bộ cơ mặt đang được thư giãn, thả lỏng. Hãy
Hai chân hết sáng, hai tay đang kéo căng hoa cỡ đầu, giữa căng 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 căng. Hai chân trắng lòng, đạp bằng chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, qua tay phải chấm ngẩng đầu. Co gối lại, hai tay chấm xuống, từ từ đỡ người ngồi lên. Massage cổ. Miro lên đi chị. Tập bài hôm nay vậy vừa sức không? Vừa em Vừa ha. Vậy là đi cái tầm cỡ dài chị hả? Đó. nhẹ Hôm nay trước em đi hơi hơi nặng hơn xí là chị thấy đuối quá hả? nặng nắng đuối, nắng đuối là nhất là ngủ không được, bị khó ngủ á, Vậy là kể đi theo cái bị... kiểu mà thư giãn này đi chị ha. Ừ, chị là không cần những cái động tác mà khó đâu, chỉ cần thư giãn mà cho khỏe người. Chị như là sáng như là thứ hai này nó hơi vắng, chị đem chị bắn bụng, chị bắn bụng để chị tập, tại vì mấy hồi mà cứ bắn bắn mà không tập là nó mọc lại. Bây giờ chị bắn cho nhỏ lại, chị tập luôn. Em sẽ đi theo cái dạng mà thư giãn nhưng mà vẫn vẫn có bụng cho chị á. Nãy giờ chị tập chị cảm nhận bụng không? Đó, cho đây là chị mới 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 ấy là xí, chị bắn này, chị bắn. Tại em bày cho chị tập như thế là nó sẽ co lại, tại vì chị là chị không phải là do mỡ mà là do cái thành bụng nó bị đổ. Mình bắn Chị là sẽ không đi theo kiểu cho chị tăng thể lực mà giờ phải đi cho chị cái kiểu thư giãn sâu từ từ cái đi. à. Đó. Rồi cho chị kiểu lai cái thư giãn này nè, cho chị thư giãn sâu trước cái đã. Rồi từ từ á là bên trong chị khỏe dần lên rồi mới thể lực được. Chứ mới vừa tăng thể lực xíu 2 ngày trước là nay là thấy chị rên chị ngủ không được, chị đuối á. Thì không tập thể lực được, tại vì người chị nó đau đủ thứ mà, để cho nó đã. Đó, cho nên là nghe chị nói cái là em đổi bài liền, em đổi bài chị thấy nó nhẹ, nó thư giãn đầu óc đúng không? Tại Rồi. Và cũng vì cố là tập tự thêm để cảm nhận sâu với chị đó, để xem coi á là cái bài gì á là nó chị sẽ cảm nhận sâu như thế nào. Và em thấy cái bài này cái dạng này là thích hợp với chị hơn là cái dạng 2 ngày trước rồi đó. thích hợp hơn Thuộc dạng nó mà em bé mà khó chịu nè. khó Cái khó này khó cái này là thuộc dạng em bé luôn rồi đó, yếu quá hè. yếu Chị rủ hạnh, chị rủ hạnh với con bé kia, mà con bé kia là nó bận, con nó chở con nó đi học cho nên nó không tập được. Thế chị rủ hạnh tập đi, cứ vô vô tập cho biết đi rồi vô lớp cộng đồng cũng được. dạ. Nói chị tập đi, tập chung chị chỉ đóng 50.000 thôi, chờ tập chừng cỡ tháng thôi, rồi bắt đầu vô lớp cộng đồng, 4 tháng đóng có hơn 1,2 triệu. Đó mà tập chứ nằm ườn mít đổ đau. Đau, chỉ ốm rồi lại thêm á, nghề nghiệp đó, em nói với chị khí huyết nó không có lưu thông, nó không có lưu thông khắp cơ thể mình. Là sau này nó sẽ bệnh chỗ này, nó bệnh chỗ kia, tại vì nó không lưu thông được, nó sẽ tắc nghẽn. Ngày hôm nay mà chị mệt quá chị kêu hay hay là mình nghỉ xong rồi các chị ráng nghỉ cho tôi đi ra, ráng ra tập tập xong thế nó khỏe lại. Khỏe hẳn liền, chị mà nằm nghỉ là ngày nay chị mệt luôn, bảo đảm chị mà nằm nghỉ ngày nay chị mệt luôn. Thà là chị cơ thể chị thấy chị không khỏe, chị nói nay đi bài nhẹ nhẹ cho chị là em sẽ biết, em sẽ chuyển bài tập cho chị mà cho cái cơ chị được mềm mại, được kéo giãn ra mà nó thư giãn sâu đầu óc của chị là chị sẽ khỏe lại. Chứ còn mà chị lười á, chị nói thôi mệt quá nghỉ một bữa đi là cơ thể chị nó nặng thêm luôn. Đang 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 ấy đang mệt nữa mà chị tập xong chị thấy nó đỡ mệt liền, nghĩa là nó giãn cơ nè, chắc là nó mệt quá, nó bó cơ, Với lại nó thứ hai là em nhảy,
chị vừa nói là tối nay ngủ không được Ừ. đó. Rồi chị nói thôi tập nhẹ cho chị, bữa nay tập nhẹ thôi, cái là em nó chuyển bài liền, thấy không? Chứ nếu không em quất cái đà 2 ngày trước em quất tới nữa là nay chị chìm bẹp nữa. Tạp nó nằm luôn á. Đó.